Rồi em xin chào quý anh chị nha. Số này số ngày mai mấy bữa quý vị thấy bên này nè chưa có đưa lên nha anh chị. Rồi em bón hôm qua mới tới giờ thì cũng được vài chục tạ. Đó, bây giờ còn ít với số nha anh chị. Hôm nay cái đài thứ hai này số em ít lắm. Tại vì nhiều người bón quá nha anh chị. Cho nên chia ra nên là đại lý phân khấu ít nha anh chị. Đầu thứ hai này ngày 21 tháng 8 2023 nè anh chị, Phú Yên nè anh chị. Tôm lam nè một tờ nè, 39 nè một tờ nè, 20 nè một tờ nè, 53 một tờ nè, 48 nè, 11 nè, 76 nè, 67 nè, 02 nè, 37 nè, 28 nói anh chị. Đó, hôm qua ta mua hết cũng còn cái đây còn được 3 tờ 4 tờ 4 tờ, còn ở đây còn 3 tờ nha anh chị. Đó, 67 đây còn 2 tờ, đây cũng còn 02 cũng còn 2 tờ, 3 tờ. Đó, 67 76 gì cũng còn 2 tờ mấy anh chị. Đó, mình qua mắc lò mình không có quay ra sớm cho anh chị. Đó, đây cũng đây 20 cũng còn có 3 tờ mấy nè. Rồi Đài Tiên Quế là 37 2 tóm nha anh chị. Rồi số hôm nay ít quay đó. Quay ít à. Dễ lựa nha anh chị. Đây số đây. Đây số điện thoại Zalo kết bạn với em nha anh chị. Ngân hàng ID 3451220527326 nha anh chị. Đó, Vi Ngọc Tài nha anh chị. Đó. Rồi, có gì anh chị mình xem video, bấm like, bấm chuông để nhận những cái video mới của em, bê số em đưa ra sớm lên sóng. Sớm nhất cho anh chị mình xem để mình coi mình mua quẹt mình dò nha anh chị, để vui nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Buổi sáng ở đây đi lòm cũng đông nha anh chị.